Thưa quý vị, người chơi keyboard chúng ta hôm nay anh Ngô Nguyễn và guitar anh Thành Đàn. Guitar thứ hai anh Hữu Nghị cũng là ca sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay quý vị. Thưa quý vị, có ai đã từng khoác áo chí nghi mà lại không biết đến hai câu cổ thi hào hùng binh tráng? Túy họa xa trường quân mặc tiếu, cổ lai chinh chiến kỳ nhân hồi. Cùng ý tưởng ấy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng viết: mấy ai ra đi, hẹn về, dệt nốt tơ duyên. Nhưng người lính trong nhà của Nguyễn Văn Đông không bi quan, không quỷ mị. Trái lại, những lời nhạc của ông còn mô tả những người lính có lúc lạc quan, hào hùng và rất lãng mạn. Thưa quý vị, tiếng hát ngọt ngào, truyền cảm của ca sĩ Hiếu Thuận sẽ gửi đến quý vị những tâm tình của nhạc sĩ Nguyễn Đông qua nhạc phẩm Mấy Dặm Sơn Khê. Xin mời. Hiếu Thuận xin kính chào toàn thể quý vị và rất hân hạnh được đóng góp tiếng hát trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Thank you.
bữa khuya lê thê qua ngàn chốn sân thê. Non nước ơi, hồn thiêng của núi sông kết trong lòng thế hệ nghìn sau đôi ngày xưa. Bao ước mơ giữa khung trời phiêu lãng chờ mùa xuân tươi sáng, nhưng mùa thắm chưa sang. Anh đến đây rồi anh như bóng mây chốn phương trời ấm lạnh hòa chung mãi. Tóc tơi bời, lộng gió bốn phương, nước non còn đó một tấm lòng không mờ xóa. Dệt nốt tơ duyên khoác lên vòng hoa trắng, cầm tay nhau đi anh tới trời quá mây. Anh hỡi anh, đường xa vui đấu tranh giữa phương trời gió lộng nhìn sao tiếc nhìn xưa. Anh hỡi anh, đường xa vui đấu tranh giữa khung trời gió lộng nhìn sao tiếc nhìn xưa.